Thu Hà xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1430 AM trong buổi chiều hôm nay, cũng như thường lệ vào mỗi buổi chiều thứ sáu hàng tuần, chương trình hội luận cộng đồng cùng với anh Sammy Hồ. Và ngày hôm nay hiện tại tại Vì Dân Radio đã có anh Sam Hồ và khách mời hôm nay đó là anh Tâm Trương. Trước hết cho phép Thu Hà xin gửi một lời chúc sức khỏe đến hai anh, luôn được gặp nhiều sự an lành bình an trong cuộc sống. Và Thu Hà xin mời anh Sam Hồ tiếp tục trong buổi nói chuyện hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Hà, cảm ơn quý khán giả. Chiều hôm nay là thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024. Sẽ rất hân hạnh được dịp cùng với quý vị buổi chiều nay. Một lần nữa trong suốt 4 năm qua chúng ta có dịp với nhau để chúng ta chia sẻ những tin tức cập nhật liên hệ tới đời sống của chúng ta ở tại San Jose. Những chuyện gì đang xảy ra tại San Jose có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta cũng như ở tại Bắc Cali. Thành ra Sam rất hân hạnh được dịp để tiếp chuyện cùng quý vị. Thưa quý vị, thì quý vị cũng biết rằng là trong suốt 4 năm qua trong cái chương trình này, Sam tự ứng tiền của mình ra để mà mình lo chương trình, để mà mình đã phục vụ cộng đồng. Trong tình thương cộng đồng và trong tinh thần muốn xây dựng cộng đồng, cho nên khi mà làm như vậy thì mình không bị một cái áp lực nào để mà gọi là chuyển hướng của mình. Khi mà mình có những lập trường như là mình phải thẳng thắn, mình phải thành thật, mình phải trung thực và mình phải xây dựng để cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Bởi vì khi đời sống của cộng đồng của chúng ta một được tốt đẹp hơn thì cuộc sống của chính cá nhân chúng ta và gia đình của chúng ta cũng được tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng ta không sống một mình chúng ta ở trên một hòn đảo, chúng ta sống trong một cái nước tự do, ở trong một thành phố mà có hàng trăm, trên 130.000 người Việt Nam ở tại đây, và một thành phố mà có cả hàng triệu dân cư. Cho nên chúng ta có những cái đời sống mà nó ảnh hưởng nhau, không có gì chúng ta làm mà không ảnh hưởng nhau hết. Cho nên chúng ta cần phải hiểu nhau và chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Và chiều hôm nay chúng ta có hân hạnh có dịp để mà tiếp chuyện cùng với lại ba vị tất cả. Thì trong đó có Sam, có anh Biên Đoàn là nghị viên của District số 7 của Hội đồng thành phố. Như mỗi thứ sáu đầu tiên của mỗi tháng thì là Sam được dịp để tiếp chuyện cùng với anh Biên, Biên Đoàn. Và cảm ơn anh Biên Đoàn các bạn ở đây. Cũng như là chúng ta có người vị mới được mời, đặc biệt anh Tâm Trương đến đây với chúng ta. Và hôm nay Sam mời anh Tâm Trương đến với tư cách là một cảnh sát sergeant của San Jose City Police Department, một vị cảnh sát mà đã phục vụ ở đó hình như là trên 20 mấy năm rồi thì phải. Chờ chúng ta sẽ có dịp để mà nói chuyện với nhau. Và lý do Sam muốn mời anh có mặt ở đây là để không thật sự là nói về vấn đề ứng cử của anh. Quý vị cũng biết là anh là ứng cử rồi, nhưng mà Sam muốn nói chuyện với anh về vấn đề mà anh bị người ta vu khống để rồi đưa ra kiện và đưa ra tòa. Và anh đã bị trong thời gian mà theo như Sam nhớ là ngày 11 tháng 9 là 9/11 đó, là cái ngày mà anh bị người ta San Jose City Department of Police Department họ đi họ gọi là put you on administrative leave. And cái ngày 12 là cái ngày mà ông thị trưởng là cái người đã ủng hộ anh trong cái cuộc bầu cử của anh trong District số 8 cho hội nghị viên hội đồng thành phố, ông rút tên ông ra. Thì bởi vì những cái hiện tượng đó và vì vấn đề mà người ta đưa anh ra tòa, mà theo như Sam được biết thì chỉ có cách đây khoảng chừng trong vòng 10 ngày thôi thì họ dismiss cái case của anh, có nghĩa rằng là họ thả cái case của anh và họ coi như là không có cái chuyện gì hết, họ bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng mà đối với Sam là một cử tri của thành phố San Jose cũng như là của Hoa Kỳ, Sam rất khó chịu trong vấn đề này. Bởi vì thưa quý vị biết là sau ngày 2 tây tháng 9 của mỗi năm là sau cái Labor Day đó, cái ngày lễ birthday, mà một khi mà Labor Day thứ hai đó xong rồi đó, là cái tuần đó là tất cả những vị nào mà đang tranh cử đó là họ bắt đầu họ lên ga, họ bỏ vô số 1, số 2, số 3, số 4 và họ đánh thẳng. Và rất là quan trọng, từng ngày một, từng giờ một, từng phút một của từ sau ngày Labor Day cho tới cái ngày bầu cử năm nay là 5 tháng 11, rất là quan trọng, không có một cái giây phút nào mà nó có một bỏ phí được hết. Nhưng mà họ lại đưa anh ra vụ kiện ở trong đúng cái ngày là khoảng chừng là tuần đầu, ngay cái tuần mà của Labor Day weekend, và tới ngày hôm nay là coi như chỉ có 90 ngày trước khi mà cái cuộc bỏ phiếu mình đa số đã bỏ phiếu khiếm diện hết rồi, mà bây giờ họ mới cho anh là dismiss. Và đây là cái trách nhiệm của văn phòng của District Attorney's Office. Tại sao họ không có đưa cái này ra sau cái vấn đề mà bầu cử? Họ có thể đợi thêm một tháng nữa,
Hoặc là nếu mà họ muốn làm sớm hơn, họ có định làm 6 tháng trước đi, hay là làm 9 tháng trước đi, hay là làm là 1 năm trước đi, mà tại sao mà đợi tới bây giờ họ làm, mà làm đúng cái lúc mà cao điểm nhất, mà quan trọng nhất cho một người đang tranh cử? Thì đó là cái điều mà một cử tri rất là bực bội, rất khó chịu, và Sam đặt câu hỏi này cho hội đồng đại diện người Việt của chúng ta, người Mỹ gốc Việt của chúng ta, là Vietnamese Community Representation của cộng đồng của chúng ta, lên tiếng như thế nào trong vấn đề này, là vì nó ảnh hưởng tới một người Việt Nam của chúng ta, và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người Việt Nam khác, và trong tất cả những cái dân bây giờ người gọi là tranh cử khác mà chúng ta không đối phó. Sam đặt câu hỏi là trong trường hợp này người Việt Nam phải đối phó như thế nào, và đặc biệt là các hội đoàn đại diện những người Việt Nam phải đối phó như thế nào, bởi vì Sam là người rất thân với lại các bạn người Mỹ, các bạn người Mỹ da đen ở đây, và nếu cái trường hợp này chẳng xảy ra thì không có một sự im lặng đâu, coi như là nó làm trời ở đây rồi trong thời gian trong 10 ngày qua. Nhưng mà Sam thấy cái cộng đồng Việt Nam của mình im ru, đó là vấn đề mà Sam đặt, mà chúng ta cần phải suy nghĩ là cá nhân người Việt của chúng ta, và Sam đặt cái câu hỏi này cho hội đoàn của chúng ta, là những hội đoàn mang tiếng, mang tên là đại diện cộng đồng Việt Nam chúng ta, bảo vệ quyền lợi chúng ta, thì chúng ta đặt cái câu hỏi này như thế nào trong vấn đề xử sự như thế này. Thì thưa anh biên đoàn, rất dịp có vui có mặt anh ở đây, anh xin cập nhật một vài điều xảy ra trong thành phố, rồi chúng ta có thể nhờ anh Tâm Trường giải thích ảnh cảm thấy như thế nào trong cái sự xử sự như vậy. Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn anh Sam Ho và cảm ơn vì Young Media Network đã cho mình cái cơ hội để mình lên nói đầu tháng. Thì tôi cũng có một hai cái tin tức nó cũng rất là vui cho cộng đồng của mình. Cái thứ nhất mình vừa mới gọi là appoint ông thị trưởng cảnh sát là ông Paul Joseph, và một người đã làm việc ở trong thành phố San Jose 30 năm và có rất là có cái quan tâm về người Việt Nam mình và quan tâm cho tất cả sắc dân ở trong thành phố San Jose. Một người có kinh nghiệm, một người biết cách giúp đỡ cho cảnh sát ở trong thành phố San Jose, quan tâm về tất cả gọi là sắc dân ở đây. Thì cái đó là cái tin tức thứ nhất rất là vui. Cái thứ hai á là chúc mừng anh Ken Trump, ngày hôm nay được tuyên bố anh là hồi đưa là thiếu úy, bây giờ anh là được lên đại úy, mà anh sẽ được gọi là cái assignment của anh á là ngay trong khu vực 7. Mình rất là vui là có một người Việt Nam đại úy vừa mới được lên chức và sẽ đại diện cho cộng đồng mình ngay khu vực 7. Và sau này mình hy vọng là sẽ có một người Việt Nam mình sẽ ủng hộ để lên như là Deputy Chief. Cái đó là một cái mình nói rất là tốt cho cộng đồng mình. Thì bây giờ quay trở lại anh Sam Hồ, tôi rất là cảm nhận được cái tâm của anh, cái quan tâm của anh nói về cái vụ mà vu khống. Thì mình thấy rõ ràng, tôi thì rất là thẳng, rõ ràng một cái chơi rất là bẩn của bên mình nói là công đoàn đi. Thì mình nói như thế này, bao nhiêu người ở trong cộng đồng mình á, là nói là vì cộng đồng, cho cộng đồng, khi nào cũng bảo vệ cái quyền lợi cho cộng đồng mà tôi chưa thấy ai ra tiếng hết. Và cái thứ hai, về cái vụ chào cờ, mình nói chứ mình tôn trọng cái cờ, mình tôn trọng cái lá cờ vàng ba chục đỏ, mình là tị nạn cộng sản, mà tháng nào bây giờ cũng có hội đoàn khác, tất cả hội đoàn sẽ ra chào cờ mà mình không có thấy mặt của mấy cái người đó. Và cái thứ ba, mình cũng thấy rõ ràng là trong cái khu vực 3, mình thấy một người nghị viên làm quá cái sai lầm muốn tình dục với mấy đứa trẻ, mấy em bé. Tôi là người cha, tôi là người có con gái, có con trai, tôi không bao giờ chấp nhận cái đó. Mà mấy cái người trong cộng đồng của mình nói là đại diện cho cộng đồng, không ra tiếng, không muốn bảo vệ cho con cháu của mình, mà thứ mà mấy người đó đã ủng hộ đi theo mấy người đó. Thì tôi hỏi chứ mấy anh chị em mình, mấy cô chú bác, mình đứng ra mình coi cái hành động của người ta, cái hành động cái đó là có phải là đại diện cho cộng đồng hay không? Thì mình thấy cái rõ ràng cái này á, tôi là đứng vững dù cho lúc thị trường rút ra cái ủng hộ cho Tâm Trường, tôi đứng vững. Tại vì sao? Tôi khi nào cũng tin tưởng là mình là người Việt Nam, mình khi nào cũng đứng sát cánh người Việt Nam, mình ủng hộ cho người Việt Nam. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng cái tòa án đã xử ra là anh Tâm Trường đây là bị đổ thừa quá, đúng không?
Thì bây giờ tất cả quý vị nhớ kỹ, mình phải ủng hộ người Việt Nam mình cho có thêm cái tiếng nói, cho thêm cái sức lượng để mình đổi cái không khí ở trong cái thành phố này, và đổi theo cho cái tương lai của con cháu của mình trong thành phố San Jose. Ngay bây giờ tôi thấy rõ ràng, tôi rất là vui, rất là nhiều nhóm trẻ bắt đầu nó bước chân ra, nó thấy rõ ràng có một người đứng kế bên nó nói đúng, chống lại cái gì sai lầm ở trong cộng đồng mình. Thì tôi trong đó cũng có rất là nhiều cái vui, nhưng mà rất là cái buồn là như thế này. Khi nào mình cũng vu khống chụp mũ, tại vì người ta không có theo cái ý của mình, hay là người ta không có làm cái lợi cho mình. Lúc mà mình nói vì cộng đồng cho cộng đồng á, tôi xin lỗi anh em, nói được cái câu đó thì phải có cái hành động đó. Thì nếu mà mình nói mà mình không có cái hành động thì cái giá trị của cái con người mình không ra là cái gì hết đó. Suốt ngày nói cái này cái kia. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nói đơn giản là hai cái tin tức cũng vui là mình thực ra là ba cái, đúng không? Là thị trường cảnh sát là Paul Joseph, anh Kiên Trần, chúc mừng anh Kiên Trần được lên đại úy ở trong thành phố San Jose. Kiên hay là Ken? Ken. Okay. Và chúc mừng Tâm Trương đã được gọi là cái dismiss của cái đội thủ oan. Thì bây giờ tôi xin Tâm Trương nói một vài lời cho cộng đồng nghe. Dạ, kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn anh Sam Hồ và nghị viên Biên Đoàn. Trước hết Tâm Trương cảm ơn cho lên đài để chia sẻ chút xíu. Thực sự ra giống như mấy anh đã nói rồi, gần 2 tháng nay, từ hồi tháng 9 đi giờ, bên em rất là nhức đầu. Mà thứ nhất là biện hiếp mà không thấy ai nghe ra tiếng lên. Đối với Tâm Trương biết ngày đầu tiên cái này ra là trò chơi chính trị thôi, trò chơi chính trị, nhưng mà rất tiếc là nó rất là nặng, ảnh hưởng đến tranh cử của mình. Mà mình là khu 8 á, là mình là chỉ có một người duy nhất là người giác dân Việt Nam thôi, mà thấy không có ai ra tiếng để tranh giành quyền lợi hay là cái sự công bằng. Nhưng em cũng cảm ơn anh Biên Đoàn, cũng cảm ơn anh Sam Hồ. Lúc mà anh endorse em, anh Biên Đoàn, anh em đã chia sẻ anh là em là không có tội, tại em làm cảnh sát hơn 20 năm rồi, hiện tại giờ cũng còn chức của sergeant của cảnh sát San Jose, mà ra tranh cử là để thực sự ra muốn giúp cộng đồng càng ngày càng mạnh hơn. Anh không có bị cái sự đưa đẩy của chính trị hay là cái gì cá nhân, mà anh nói là anh hứa là sẽ ra đỡ em, tại em người Việt Nam, em cảnh sát cống hiến cho cộng đồng Việt Nam mình hơn 20 năm rồi, thì anh giữ cái endorsement, anh đứng cứng, không có sự đẩy qua đẩy lại, thì cái đó là em không có quên được. Tại vì cộng đồng Việt Nam mình chỉ hiểu cái tâm trạng của hai người thôi. Anh luôn luôn nói ra trò cờ là chỉ có người Việt Nam mới hiểu người Việt Nam, thì đúng. Tại vì anh nghĩ cơ lúc mà thời mà tị nạn, em qua đây tuổi hồi 9 tuổi đấy, em ở trại Thái Lan, mình qua nước này mà đúng không, mình ở trại Thái Lan mình ủi đất, mình ăn một chén cơm, hai cái trứng gà, mình đâu có ai giúp mình nào đâu, chỉ có người nằm kế bên mình dưới sàn mà xi măng là người Việt Nam, tiếng Việt Nam giúp đỡ nhau. Qua bên Mỹ, quý vị, em nhắc nhở quý vị nha, em đang là chức sergeant cảnh sát San Jose, em không cần cái này, nhưng mà em muốn cái này là em thấy cộng đồng Việt Nam mình còn yếu lắm, cần cái người giúp đỡ. Em muốn vô nghị viên để thực sự ra hai anh em Biên Đoàn với Tâm Trương, một người cứu là đại quý cứu quả hồi xưa, một người so trình sát hồi xưa, sẽ giúp đỡ cho cộng đồng mình càng ngày phải càng an toàn hơn, càng ngày phải tranh giành để cho quyền lợi. Em ra trên cửa người ta nói tại sao mình đặt quyền lợi gì hơn, thực sự chưa được hơn quý vị, nghe kỹ nha. Mình tranh giành công bằng là đủ chết rồi, công bằng hai anh em vô trận sẽ gán đủ phiếu. Tại vì một người nghị viên không, mà mình có người nghị viên, một người thị trưởng, 11 phiếu là không đủ đâu. Em mong mỏi là ngày 5 tháng 11 này em sẽ vô đạt được để cho em giúp một tay hai anh em làm sao cho cộng đồng mình càng ngày phải càng tiến lên chứ. Thung lũng màu vàng là gì? Mình phải phát triển kinh tế địa phương. Chứ bây giờ người ta trả tiền nhà cũng không nổi, người ta trả tiền điện, tiền nước, người ta rất là khổ, dân rất là khổ ở ngoài đó, mà rất là nguy hiểm. Cho nên em thấy là em rất là vui mừng, mà thực sự ra bên anh Ken Trần lên chức đại quý là cũng một phần của anh rất là nhiều. Tại vì mình có một người viên biết tiếng nghĩ tiếng Việt thì phải có đỡ lên càng ngày cái mấy cái chức năng của thành phố, phải ngày phải mình cứ gãi người ra để đúng chuyện, đúng chuyện gì lớn phải có người đỡ, phải có người tranh giành cái quyền lợi đó. Em cũng cảm ơn anh Sam Hồn lên tiếng rất là mạnh hôm nay. Đúng, em rất là ức 2 tháng nay mà em không quyền nói, tại vì người ta ra cái lệnh hình sự và lệnh ăn cắp. Thật sự em làm cảnh sát 20 năm mà em không biết tại sao cái lệnh này là criminal case, criminal có dân sự như vậy. Em lên đài quý vị em nói cũng rất là nhiều lần, có dân sự và hình sự,
mà lúc mà ra cái lệnh mà tố cáo hình sự nha, là dân sự của bên em, là cái sự mà không có thỏa thuận lúc mà buôn bán á, thì quý vị biết buôn bán nhà cửa, cái giấy tờ mà trục trặc thì đâu phải lỗi của người khách hàng đâu, em là người khách hàng, em mướn người ta bán nhà cho em, thì ở giữa phải có trung gian, người escrow hay title, có nhiều người trung gian lắm, nhưng mà đụng chuyện sai cái con số thì đâu phải là lỗi của em đâu, người ta là cái người là có bàn, cái người ta là người em mướn làm việc mà. Cho nên nói chung tóm tắt là đã thỏa thuận hết rồi, mọi người đã vui vẻ đã đi, nhưng mà biện lý của quận hạt Santa Clara phao một cái charge là ăn cắp. Em thiệt, em ngồi em suy nghĩ rất là lâu, em làm ở sách 20 năm rồi, tại sao cái này là hành xử, tại sao ăn cắp, người ta ăn cắp escrow được đâu anh. Nhưng mà mình phải im lặng, phải bình tĩnh, tại mình tranh cử phải bình tĩnh. Nhưng mà nếu không hợp đồng, em rất là mất nhiều thời gian, bởi em cần quý vị bây giờ đã giấy trắng mặt đen rồi. Quý vị nào ủng hộ em giống như anh Biên là mấy tháng trước này, anh biết em không làm gì sai, anh biết em, anh sẽ gái cố gắng đứng đây em đỡ cho em. Nhưng mà không có trong giấy trắng mặt đen, bây giờ là cái giấy trắng mặt đen rồi, anh Biên Đoàn hay anh Sâm Hồ luôn luôn ra ngoài nói là tấm trương không làm sai hết, là tại sao, là giấy trắng mặt đen đã ra tòa án đã nói là không có tội hình sự gì hết, có nghĩa là không, cái này là trò chơi chính trị nhưng mà rất là nặng, nhất là cho tâm trường, quý vị biết tâm trường ra ngoài rồi. Tâm trường mong mỏi quý vị càng ngày phát hành đi một cái nhiều, cho không mình không đủ phiếu hiện tại bây giờ phiếu Việt Nam đó nha, là cái người ghi danh đi bầu là 16.858, là 25% quý vị, 104 người là người Việt Nam rồi, mà bây giờ mới vô có 4.604 phiếu thôi, mới có 27% của cái phiếu 16.000 thôi. Bên Mỹ là 2.728 phiếu, bên Ấn Độ là 2.151 phiếu, thì người Mỹ nha, người Mỹ là có 11.766 phiếu mà người ta vô 2.728, mình đang thắng. Nói chung là mình phía Việt Nam đang vô nhiều là 4.600 nhưng mà không đủ, là ta nên biết trò chơi chính trị, mình không dám nói nặng nhưng mà quý vị cũng biết, nghe quý vị cũng nói trò chơi chính trị, mình thắng nhưng mà phải thắng nhiều hơn, ít nhất phải 1.000 phiếu mình mới phiếu cái sự an toàn. Người ta đã dám ra một cái lệnh hình sự, ok, cho tâm trường quý vị nghĩ coi, còn ví dụ tranh cử phiếu quý vị kỹ coi, nó còn nhỏ hơn nữa. Cho quý vị, mong mỏi quý vị nào thương tâm trường, tin tưởng tâm trường, đi bầu càng nhiều càng tốt, mình phải có một cái tiếng nói. Nhưng lặp lại cái vụ mà anh Biên là nói đó, anh Biên đang muốn là sau này cái tuổi trẻ lên, người ta làm việc nhiều người vô cái city hall hay chính quyền hay cảnh sát, em cũng vậy thôi, em muốn là em làm cảnh sát được, người ta làm cảnh sát được, em là nghị viên được, mấy đứa bé sẽ muốn làm nghị viên. Nhưng mà mình ra tranh cử nghị viên, ai cũng nói tập trung ra đi, anh em ủng hộ, nhưng mà ra đúng chuyện em không thấy gì hết á, ít người giúp đỡ nhau, thì sau này tại sao tụi trẻ nó dám ra được, vừa ra mà bị lệnh hình sự ai dám ra nữa. Bởi vì bây giờ anh em mình phải làm sao, chú bác phải làm sao càng ngày càng mạnh để cho mình mới được đạt được cái ghế này. Em cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, thưa anh Biên Đoàn cũng giống như là anh Tầm Trương ở đây, thì thưa quý vị, người Việt của chúng ta không ai mà gần gũi với chữ bất công hơn là mọi người Việt chúng ta. Cái chữ bất công là mình sống ở tại Việt Nam, và lý do tại cái chữ bất công đó mà mình bỏ Việt Nam mình đi. Quý vị nhớ là trên 500.000 người đã chết trên biển cả, biết bao nhiêu cô gái bị hãm hiếp, bị hải tặc nó bắt làm nhục, biết bao nhiêu người đàn ông đã bị nó giết, và biết bao nhiêu cái sự mất mát đổ vỡ trong dân người Việt của chúng ta từ cái vấn đề mà ở tại Việt Nam là cộng sản nó đưa người cha của mình đi vào tù cải tạo hàng mười mấy năm, như vậy rất là cực khổ vì cái chuyện bất công mà chúng ta bỏ nước Việt Nam chúng ta ra đi, chứ không ai mà ghét nước Việt Nam hết. Chúng ta là những người yêu thương nước Việt Nam, nhưng mà chúng ta phải bỏ quê nhà chúng ta ra đi để tìm một cái nước tự do ở những cái nơi mà bây giờ hàng trăm ngàn người Việt Nam đi làm công, làm nô lệ cho các cái dân khác ở những chỗ khác để mà kiếm sống. Thưa quý vị, đó là cái nhục khi mà dân của đàn bà của chúng ta đi làm ô sinh, đi làm thuê, làm mướn ở trong nhà của người ta, ở trong các cái nước ngoài. Quý vị hãy nhớ cái đó là cái nhục của dân Việt Nam của chúng ta. Đây là cái sự bất công mà chúng ta phải nhớ đến. Mà chúng ta ở tại Mỹ này, chúng ta có đánh làm cái gì với sự bất công? Khi mà chúng ta thấy cái sự bất công này nó xảy ra với lại một người trước mắt chúng ta là anh Tâm Trương, là một sergeant, là một vị trung sĩ hay sao đó, ở trong cảnh sát ở đây, họ đã hy sinh hai mươi mấy năm trời trong đó để mà bảo vệ sự an toàn cho chúng ta. Và đến khi mà anh ra tranh cử, thì khi mà người ta có cái vụ này cả hàng trên một năm, hai năm nay rồi, nhưng mà họ đợi tới cái giờ mà quan trọng nhất trong cái cuộc tranh cử này, họ không có đánh cái lúc mà tháng 3, cái lúc mà cái primary, là cái lúc sơ bộ đó, tại vì họ không biết anh Tâm Trương có đi tới đâu không. Nhưng mà khi mà Tâm Trương bắt đầu vô chung kết là hai người còn cuối cùng đó, thì họ nhắm tới cái lúc mà quan trọng nhất của cái kỳ này là ngay cái thời gian sau cái Labor Day và ngay trước cái ngày mà 5 tháng 11 này,
họ mới là tung ra một cái án, mà cái án này rất là nặng, là hình sự. Mà thưa quý vị hãy nhớ, khi mà cái án này ra xem rất là mắc cỡ. Bởi vì sao? Nếu mà anh Tâm Dương thật sự là một criminal, là một dân quan, là tội án cướp, ăn trộm, là một vị cảnh sát, thì nó nhục cho cái danh dự người Việt chúng ta như thế nào? Mình đọc cái đó, mình phải thấy đó là một sự khó khăn trong cái cộng đồng của chúng ta. Cái tiếng tâm của chúng ta bị ảnh hưởng, cái thanh danh người Việt chúng ta, thanh danh của anh Tâm Dương bị ảnh hưởng. Một sự bất công rất là lớn. Và tới 9 ngày, 10 ngày trước khi mà cái ngày bầu cử, là người ta đã bỏ phiếu rất nhiều. Anh đây 4.000 người, 2.000 người, 1.000 người, biết cả hàng chục ngàn người đã bỏ phiếu trong cái district của anh rồi. Thì anh mất biết bao nhiêu là phiếu, bởi vì người ta không phải là người ta không muốn giúp anh, nhưng mà người ta không thể giúp cái người mà bị một cái án gọi là hình sự, là criminal, là một cái kẻ ăn cướp, ăn trộm, mà một cảnh sát. Và họ sẽ không dám đưa phòng cho anh, bởi vì lương tâm họ không cho phép. Nhưng mà ngày hôm nay thưa quý vị, đáng lẽ là trong hội đoàn chúng ta, là cộng đồng đại diện người Việt chúng ta, chúng ta phải lên tiếng ngay cái lúc mà họ đưa ra sau cái Labor Day, là tại sao các anh chọn cái giờ này để mà các anh đưa cái vấn đề này ra, và các anh lại decertify, anh không cho anh làm cảnh sát trong cái thời gian này. Đó là làm hụt nhục cái thanh danh của anh và làm mất cái danh dự của anh. Đó là cái chuyện rất là lớn. Và cái bất công này nó không phải là xảy ra cho ảnh không, mà nó ảnh hưởng cả người Việt Nam chúng ta và tương lai của chúng ta. Họ coi thử người chúng ta đấu với vấn đề này như thế nào. Mà nếu chúng ta im ru, chúng ta hiền hòa, chúng ta nịnh họ, thì họ sẽ khinh thường chúng ta và họ sẽ coi chúng ta không ra gì hết, từ bây giờ cho tới hàng chục, hàng năm, hàng trăm năm sau. Thưa quý vị, chúng ta phải lên tiếng cá nhân, lên tiếng tập thể, nhưng mà đặc biệt là chúng ta một cái đại diện cộng đồng mang cái tiếng là Vietnamese Community của Bắc Cali, thì chúng ta phải nói cái gì? Thưa quý vị, những vị lãnh đạo trong các cái hội đoàn mà đại diện người Việt chúng ta, nếu quý vị không có thi hành những cái trách nhiệm để mà tranh đấu sự bất công này trong từ ngày hôm nay cho đến ngày năm Tây, họ sẽ nhìn cộng đồng chúng ta, họ sẽ coi chúng ta không ra gì hết. Tôi rất gần với là các bạn ở lãnh đạo ở trong County, City, State và Liên bang, tôi rất thân với họ, tôi biết họ suy nghĩ như thế nào. Và dân người Do Thái, người Mễ, người da đen không bao giờ chấp nhận cái cách xử sự như thế này, và họ sẽ lên tiếng rất mạnh trong thời gian từ ngày từ tháng 9 tới bây giờ, chứ không phải đợi tới 10 ngày hôm trước, là ngày thứ 6, thứ 5 gì đó, từ tuần trước tới bây giờ. Thưa quý vị, anh là một captain của chữa lửa. Nếu mà trường hợp chuyện này xảy ra cho người Mễ hay người da đen, thưa quý vị, trong 10 ngày qua là cái thành phố này á, lo chữa lửa. Chữa lửa không phải là lửa thiệt, nhưng mà lửa này là lửa về vấn đề chính trị, về vấn đề đối xử, về vấn đề hành xử của biện pháp, biện lý của quần hạt California, Santa Clara County, của tất cả những người mà đang ở, dính líu trong cái vụ này, là họ sẽ lên tiếng và họ sẽ bắt buộc cái trách nhiệm của những người đó xử sự một người như vậy một cách rất là bất công. Thưa quý vị đối xử với chuyện bất công cho một người đồng loại chúng ta như thế nào, chúng ta cần phải lên tiếng và xem đặt cái niềm tin trên quý vị là những người đại diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Quý vị biết không, cái bất công đó là nó vừa ảnh hưởng về cái tranh cử mà nó ảnh hưởng nguyên cái gia đình và cái đời sống của Tâm Trương. Quý vị nghĩ coi, nếu bây giờ mà cái đó là con cháu của quý vị đó, thì quý vị có ngồi yên không? Thực ra đó, mình đứng ra mình nói là mình đi biểu tình cái này, biểu tình cái kia. Ủa, lúc mà dân của mình, người cảnh sát đại diện cho mình, Bị cộng nó sẽ hỏi mình là mình xử sự sao cái chuyện này trước mắt mình đây. Bị cộng nó sẽ hỏi mình xử sự sao. Mà mình không đứng ra. Nên tôi cũng thấy đó, bây giờ tôi đề nghị như vậy nè. Tôi xin tất cả quý vị á, như đưa anh Sam Hồ ra đại diện cho cộng đồng nó còn có lý. Tại vì anh có cái tiếng nói, anh không có sợ. Anh làm việc với cái tâm của anh, mà anh làm cho đúng, anh không có đứng bên này hay bên kia. Cái đó là một con người có bản chất và bản lĩnh là đứng ra để đại diện cho cộng đồng. Và tôi nói như vậy nè, với ngày hôm nay, tôi vừa mới ngày hôm qua tôi nghe cái tin tức nó rất là gọi là bực rội trong người mình á. Là mình có người trong cộng đồng mình mướn người vô gia cư và mướn người khác để đi ăn cắp bảng của Tâm Trương nè, của Madison, của ông Batra. Hồi xưa tôi cũng bị cắp bảng, mà tôi không có nói gì. Nhưng mà cái này á, nó quá đáng, thì tôi sẽ gọi là cái grand jury để điều tra cái vụ này. Mà tôi sẽ kêu cảnh sát điều tra luôn cái vụ này, tại vì cái này nó gọi là fraud, cái này gọi là trespassing, stolen property, đủ loại chuyện hết đó. Mình từ từ mình sẽ điều tra ra cái vụ này. Mà tôi nói quý vị đúng không, tôi ủng hộ người Việt Nam.
Nên lúc mà Madison với Betty Dương ra, tôi đứng ngay giữa, nhưng mà tôi khi nào cũng ủng hộ cả hai người. Tôi đi cái gây quỹ của Betty, tôi đi gây quỹ của Madison. Mình đứng, mình phải tôn trọng cái tự do nhân quyền cho người ta muốn bầu người này người kia. Người mình tới mình có nhiều nhóm không? Nếu mà tôi không làm theo cái ý người ta sẽ muốn chửi tôi, chụp mũ, xuyên tạc, rồi muốn kéo tôi xuống. Cái đó là mình ở bên Mỹ mà mình chưa học được một cái bài gọi là tự do nhân quyền. Mình có quyền mình bị bầu, mình muốn có quyền mình muốn nói như nào, hay là mình có quyền mình giữ trong cái ý nghĩ của mình. Mà mấy người này, tôi xin lỗi đó nghe, tôi vô trong cộng đồng rồi tôi mới hiểu. Thì quý vị ngoài kia cũng biết rồi, biết ai là ai, ai làm cái gì, thì quý vị nhớ, mình phải đoàn kết, mình phải tựa vào nhau để mình nâng đỡ bao nhiêu cái tương lai cho con cháu của mình. Thì tôi xin quý vị nhớ đi bầu, mà bầu á, thì nhớ ủng hộ cho người Việt Nam mình mà lựa chọn, nên đừng có ép buộc ai hết á, cho cái tự do nhân quyền. Tôi cảm ơn quý vị ạ. Thì thời gian cũng giới hạn, cho nên Sang xin kính mời anh Tâm Trương có một vài lời cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình này. Anh Tâm Trương rồi tới anh Biên Đoàn rồi tới Sang. Dạ, Tâm Trương cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn, cảm ơn hai anh luôn luôn đứng như này. Cái gì sự thật là sự thật, đúng không? Tranh giành quyền lợi của cộng đồng Việt Nam mình. Còn quý vị thì Tâm Trương luôn luôn trân trọng và sẽ hứa sẽ không phụ lòng để tín nhiệm và cái sự tin tưởng của quý vị, nhất là quý vị khu vực 8 của Evergreen East South Jay. Em cảm ơn hai anh cho em lên đài tranh giành của em, thấy ức quá, em cũng thấy ức mấy tháng này. Hôm nay nghe rất là vui mát lòng. Tâm Trương mong mong quý vị khán giả đang nghe đài đi bầu, đừng chạy cái phiếu, đi bầu dồn phiếu vô, mình mới thắng cái này. Em cảm ơn anh. Quý vị nhớ, tôi quyết tâm, quyết lòng, quyết cái linh hồn của tôi để phục vụ cho cái cộng đồng của mình. Thì bây giờ mình phải đoàn kết, mình phải đứng vững, mình không có bây giờ mình nghe cái nhóm này nhóm kia. Mình là nguyên một cái cộng đồng, vì cộng đồng, cho cộng đồng. Nên tôi xin quý vị nhớ cái lời đó. Lúc mà mình nói cái lời đó, mình phải hành động theo cái lời đó. Nên tôi đều đề nghị là quý vị nhớ, đưa, mình phải quyết định làm sao mình đưa được như một người anh như anh Sam Hồ, có tâm, có tài, có phước, mà không có sợ ai, đứng lên đại diện cho cái cộng đồng của mình, có một cái tiếng nói, mà không có phải là cần một người là phải hèn hay là một nhục. Mình phải có một cái người đứng vững mạnh mà mình giúp đỡ cho cộng đồng. Như ba anh em mình đứng đây, mình không sợ ai đó, mình đứng vững, mình sẽ ủng hộ cho, phục vụ cho cộng đồng. Quý vị, tôi rất là cảm ơn và tôi biết ơn và rất là tri ân tất cả cái gì quý vị đã làm cho cộng đồng này. Cảm ơn quý vị ạ. Thì thưa quý vị, thế thì quý vị cũng biết là Sam sẵn sàng, Sam hy sinh để mà Sam đại diện cho cộng đồng. Nhưng mà thấy là trong cái thời gian mấy năm trước, 2020, thấy nó không có thuận tiện, cho nên bây giờ Sam đã trên 60 tuổi rồi. Sam không cần phải làm những việc này, Sam cần những người mà anh em 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi thì tương lai họ còn dài, họ mới lo để tranh đấu, chết bỏ để mà họ bảo vệ cái tương lai của họ và tương lai con cháu của họ. Còn mình trên 60 tuổi rồi, mình nên hướng dẫn giúp đỡ các em trẻ hơn để cho các em đó có tương lai và mình khỏe hơn. Tại vì mình cái tuổi này không nên tranh giành gì với các em hết. Tôi không có ý đó. Cảm ơn anh. Khi anh nói về tâm lòng với lại huyết, với lại là hết sức để mà lo cho nhau, phục vụ cho nhau, thì cái đó nhớ, làm cho tôi nhớ. Tại vì anh cũng đã từng biết về tinh lành, với lại tôi cũng là đạo tinh lành. Thì ở trong cái thành câu thánh nói là hãy hết tâm, hết lòng, hết ý, hết sức, hết sự khôn ngoan của mình mà thờ phượng Chúa, kính sợ Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Thì khi anh nói câu đó, chúng ta nói làm việc cái gì mình phải hết lòng, hết tâm, hết ý, hết sức của mình để mà mình làm việc cho nó xong. Và mình thờ phượng cũng giống như vậy, không biết thờ phượng đạo nào thì tùy ý quý vị, nhưng mà mình phải làm cái gì làm hết lòng, hết tâm, hết ý, hết sức, chứ không phải là hết tiền. Tại vì tiền nó không có quan trọng, có thể là nó có thể là làm cho mình, người ăn cướp cũng có thể có nhiều tiền và làm ăn tư lương thì cũng không có nhiều có tiền nữa. Nhưng mà cái lòng, cái tâm và cái trí và cái sức của mình là mình phải thi hành được. Và thưa quý vị, đứng trước cái sự bất công này, chúng ta phải đặt cái câu hỏi và xem thách thức chính mỗi người Việt Nam của chúng ta, người Mỹ Việt chúng ta, cử tri người Việt chúng ta ở tại San Jose đặc biệt hiện bây giờ, là khi mà anh Tâm Trương như thế này, nếu mà anh Tương Tâm Trương là chính là quý vị, nếu mà anh Tâm Trương là anh của quý vị, nếu mà anh Tâm Trương là em của quý vị, là con của quý vị, hay là cha của quý vị, thưa quý vị phải xử sự như thế nào? Quý vị có ức như anh Tâm Trương không? Và quý vị có lên tiếng trong lúc mà cần lên tiếng không? Thưa quý vị, thực tế nhìn vào cái thực tế, tôi nói mất cái ngày từ ngày tháng 9 cho tới tháng 11 này là hai cái tháng quan trọng nhất
thì coi như tôi nghĩ cái cơ hội anh thắng rất là khó. Nó khó gấp trăm lần là nếu mà không có chuyện này nó xảy ra. Và cái chiều điều này là cái điều một cái trò chơi chính trị mà cái thời gian nó đã ấn định như vậy rồi. Quý vị thấy quá rõ đi. Thưa quý vị, tôi kêu gọi quý vị là cá nhân, là hội đoàn, bất cứ cơ hội nào trong thời gian từ bây giờ cho tới ngày 5 tháng 11 là thứ ba sắp đến này, quý vị có một trách nhiệm là quý vị sẽ đối phó với thế nào trong sự bất công này. Nếu mà quý vị im lặng mà quý vị kêu là quý vị đại diện tiếng nói người Việt, tôi yêu cầu quý vị bỏ chức, từ chức, đừng làm việc đó để người khác làm. Nhưng mà hiện giờ quý vị có những trách nhiệm đó, tôi kêu gọi quý vị hãy cùng nhau lên tiếng. Quý vị sẵn sàng để mình đưa biên đoàn ra hội đồng thành phố để nói về cái chuyện gọi là cái chỗ chào cờ không đó, ở trong cái vườn truyền thống mà chẳng có một cái cây nào, một cái lá nào đẹp, mà chẳng có một cái hoa nào đẹp đó. Quý vị sẵn sàng đưa cái đó ra hội đồng để mà tranh cãi, để đưa cả cộng đồng của mình ra cho người ta điều trị mình. Thì thưa quý vị, cái vấn đề bất công này quý vị phải đối phó như thế nào? Xin kêu gọi quý vị hãy nhớ cái câu người Việt Nam là một giọt máu đào hơn một ao nước lã. Đây là điều mà Sang nhắc nhở quý vị. Và Sang kêu gọi quý vị, đây là lúc mà người ta nhìn vào cộng đồng Việt Nam chúng ta, nhìn vào quý vị là những người Việt. Quý vị có lên tiếng trong vấn đề này không? Và điều này họ sẽ khinh thường mình nếu mình không làm gì hết. Cái sự khinh thường này nó chẳng những bây giờ mà trong suốt nhiều năm sắp đến. Đó là điều tâm tình của chúng ta chiều tay hết lòng đến quý vị. Cảm ơn anh Tâm Trương, cảm ơn anh Biên Đoàn, cảm ơn quý vị. Vì Dương xin cảm ơn ba anh, chúc ba anh có một cái quý trèn thật thật nhiều niềm vui. Nhìn ba anh rất là rất là happy right now. Okay, chúc ba anh có một ngày thật thật nhiều niềm vui.